đi. Ui lag quá. Được chưa? Bấm nhá. Ui xời, có ngăn nữa không? Hơi đều nhá. Thôi nhặt đồ đi. Tao đi mai cho. Tao cầm thuốc của mày đi ngoài cho. Trong dương còn 15 hết sắt rồi nhỉ, đang bảo làm cái máy farm farm mía đi. Mơ mà đòi farm lúa ra được kinh nghiệm, chả cần làm farm quái. Crazy crap. Đào toàn thêm nước mà thế nào chúng ngang nước hay thật sự biết là đào chúng hang hay đào ra biển. Tầng 11 thì nhưng không có sắt được đâu nhỉ. Đây, vừa nói xong đã thấy luôn rồi. Ngồi đấy mà tự cao. Ủa, wow, tự này. Nhớ không biết tao có bật quay video ghi âm không đây. Thì nhưng hôm qua mình chỉnh là mình tắt ghi âm thì sao. Chết rồi. Tí phải ghép nhạc chết rồi. Nhạc thì ghép nhanh thôi. Cũng hay. Ui nhiều sắt thế. Kiểu gì phải mai được một stack về thì về. Có 25 sắt rồi. Cần cái gì mà 8? 5 gì mà 8? Ruộng á, cái ruộng á, mấy cái ruộng á. Nhưng mà mày làm phễu để vào cái ruộng hay cái gì? Cần một cái là được rồi, hấp rồi. Mày đào một cái rãnh không, mày để một xô nước không hơn à? Rồi ôi ông, ôi trời bao nhiêu năm ông không nghĩ cái này chị.
chay này, ăn chay. Mày có bao nhiêu kinh nghiệm không? Kim cương có. Ui, nhiều sắt thế. Đây, ở đây có ngọc lưu ly. Làm gì? Tí dụng cái cuốc của mày đào nhanh quá. Ô, kim cương, vừa nói xong thấy luôn. Zombie. Mày đi ra, đi ra, đi ra. Mày hẹn. Có gặp mềm mại luôn à. Em mà chẳng thấy bảo anh em. Hả? Ê, chúng ấy ơi, chúng mày. Gì vậy trời? Đảo không đâu, không có mặt nước. Vàng nhỉ, chắc chắn cần vàng qua địa ngục. Ui, lại kim cương. Ồ, tính ra toàn vào toàn ở mấy cái hang mình đào rồi ấy, nó ở trên cao cơ.
Ui ôi, ít chỗ này nhiều thế. Mà lát quá. Cái hang rộng không? Cái con chuột của tao biết là tận hai giáo rồi sao? Chuột phải lúc đúng không em phải bấm cả hai cái mới ăn luôn mới ăn ảo thật. Cứ bắt mẹ tiền ra luôn. Ủa nhiều kim cương thế. Ôi, đạp xuống đó. Nhiều kim cương thực sự. Đó, nước. Đó, cái nước. Sợ được một cái hang nước to vãi. Tôi xong rồi, dụng cái này. Kim 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 của tao. Biết server kiểu gì đặt đặt block kiểu mình đặt đặt thẳng đứng lên đấy hay bị lỗi nhé, đặt nhanh là bị lỗi. Từng cục gì không ra đặt nhanh nhẹ bị nó bị bật xuống. À, đi từ 11. Ui, 35 viên kim cương rồi. Năm viên kim cương. Mày xem nhà còn đá đỏ không? Sợ gì? Đủ căng nhỉ. Ở đâu khối khối nào 12 à 2K3
2K3 học xong rồi mày. Ây da, lái lái máy bay đi. Yêu lớn tuổi hơn xưa hơn mày ạ. Đốt lắm. Cái gì? Ảo thế đấy. Ảo thế. Tỏ tình chưa? Nó tỏ tình chưa? Tỏ tình chưa? Đấy, lại dụng. Kim cương, ui cái hàng to quá. Chính là toàn mấy cái hàng mình cắm đuốc hết rồi. Lại dụng không. Đủ mẹ. Thả chip ra phát chết luôn. Rồi, kết thúc video tại đây nha. Chào mọi người. Bye bye.